Tới đây mình lại vô ông cũ cái nhà. Ô, mình cắt lần thứ ba nha cái nhà. Lần thứ hai mình thấy ông phì, mình leo đại lên cũng được lít mặt nha. Lần này nó thấy nó phì phì nè, coi nó có mặt không cái nhà. Rồi cái nhà đồng hành với mình nha. Đồng hành xui cái nhà. Chuyến đầu mình cắt cỡ 2 lít. Chuyến sau mình cắt được 1 lít cả nhà. Chuyến này thì không biết xa đây. Bỏ chiếc này một mặt chuẩn sĩ. Yếu quá nha. Trời đi. Quýnh quá thì quýnh nè, 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 sấy sấy được kim. Bây giờ mặt cái này xem cái xương xương nha. Chung này không có nhiều nhiều quá nha. Con gà làm như đó, nó, mặt nó yếu lại. Nè, đừng nhiều cái này. Thì con mặt này nhỏ anh không review kỹ nha. Dưới đây cục nữa nè. Không dưỡng lên cái nha, dưỡng là lấy cục mà đầu trên thôi. Sau giữ ngổ cái chứ nè, là chữ thầm kiểu không được nhiều mắt không. Xỉ mặt cái nha. Thôi có đang không đi. Ít mà. Có sâu nữa. Ngồi xuống nè. Hy vọng chuyến sau ha. Cái này nó hơi yếu rồi. Con bự hình dung nữa nha. Mặt thấy gì? Mặt này yếu bạn nha.
mặt này yếu, là phải cắt cục mặt lít máy không quay, lít hơn không quay nha. Rồi hôm nào ấm chiếc xe con mặt luôn á quýnh nè, quay nha, xem cái mặt bành tiếng bụng phệ quýnh nè, ù đã dữ ta, thôn quýnh cái mặt như cái quặng nha, sao nó quýnh như cái mỏ ta, dễ gì, mỏ 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 ăn tiền mà dễ gì, đồ ông dính nó bay nè, bồ trời, mỏ này cũng hung cái nha, lên chơi tá đi xuống quýnh nè, cục mặt này cả nha, đồ mặt đã ha, mặt này có 5 lít mà. 5 lít múc nước mương thêm. Ừ. Nặng thì múc thêm xô bê nước mương nữa được. Rồi giờ mình đi thêm gặp mình quay với nhà xem nữa. Sáng sớm vô mở hàng luôn anh em ơi. Rồi, cái nhà cùng đồng hành với mình, nhà chiếc cường TV cái nhà. Chiếc cường TV hả? Ừ. Khống là một khống. Nói vậy chết luôn, chết danh luôn. Lụm mấy ngông ra nha anh em. Chứ không phải là để cho nó vô đây đâu, còn gớt đây là lụm ra trơn. U mặt khủng thiệt trời. Cũng hết chứ, mình tính là có nửa lít ba sĩ nha, mà thấy xìu, con bu không? Con bu không ha. Rồi chiếc gọi nó lép xẹp mà mặt không nha. Bài này mạnh chứ bộ ha. Bài này bá, ô bự lắm nha. Để coi đợt sau nó như thế nào. Chiếc sau cái nha. Để cái nhà đồng hành với mình đó nha. Đi rồi, đường, bài ở nhà nha. Bài ở nhà xem nha. Rồi. Thì sau khi bắt ôm cốc cục mặt nó bự mà cục mặt hơi nhỏ đó cả nhà, thì mình với chiếc cường TV đã chia ra đi rồi. Thì anh em đi chia đi, tới đây mình cũng vừa phát hiện được ổ ông nha cả nhà. Tụi ông này đóng sắt lẻm dưới đất luôn. Và út cũng khá là lớn nha. Theo nguồn mặt nha cả nhà. Út phê nó bắn vào đây nè. Ông này tới cũng bự lắm ạ. Nhưng mà nó đầu mặt thì sao không biết đây. Mình thấy ổ ông thì còn nguyên đó. Chứ anh em nó cắt đó. Nhưng mà ở nhà thấy nó bự không? Như cái mền không? Ôi ông kéo tê tới dưới luôn nội ơi. Ông này bự lắm bự. Nè thấy không? Quấn chặt. Quá đánh này. Trời ơi con mặt. Mặt cũng thường thôi cả nhà ơi, khô nữa trời ơi. Không như cái mền nha, quýt chạy. Quá chạy quýnh mình đây. Quýnh đầu ngón tay không ghê chứ. Tầm dán lấy anh này diện cho cả nhà xem nha. Thì nó cũng khá là hung đấy. Không có trèo mấy gì chưa. Trời nó đánh trời. Mình bỏ luôn. Đây nha. Ôi mặt nó bự, khô trời. Uổng trời. Nóng lâu quá không em? Đi nha. Em là thiện ra cho nên nó khô cái này. Khô 50-50 thôi, nó khô hết luôn rồi. Khô lỗ có lỗ không, ghê chứ. Trời, mặt này có cái 2 lít nữa, cứng nữa. Không đóng hết luôn cái kèo còn gì nữa. Thiệt chứ buồn chứ. Hôm qua giờ mình với Cường gặp tình trạng hoài nữa nha. Nhìn con mặt nè. Nghe nha, con mặt bự nữa nha, thấy không? Mà nó lỗ có lỗ không mới ghê chứ. Nó già quá không ai phát hiện ra cả nhà. Nên là nó khô hết trơn rồi. Khô chắc cỡ 80% luôn còn gì nữa. Còn chừng 50% mặt à. Khô bự lắm nha cả nhà. Thì bây giờ mình sửa, mình gửi sau nha. Hy vọng chuyến sau mặt sẽ bự nha cả nhà. Đừng có khô chuyến này nha. Cục mặt này mà có một cái cả nhà cũng biết đó, đủ ký. Ô này chắc không ai biết đâu nha. Không anh em nào phát hiện ra đâu. Thì nó cũng tương đối đóng hơi kín cái nhà. Nhà thấy đầu mặt không? Nó khô hết trơn trời. Quá uổng rồi vậy. Cứ làm cốc quàng im dữ lắm nha. Mà chỗ này không ai biết hết trơn cả nhà. Không ai phát hiện ra chỗ này hết trơn. Chưa anh em nào phát hiện ra. Ây da đánh trời nha cả nhà. Đánh tay mình nè. Ui yeah. Đánh vô tay không. Hung quá. Nha.
quá đã cục mặt nhưng mà nó bị khô cả nhà, quá tiếc rồi cả nhà ơi. Đây nè cả nhà nhìn nè, cũng có phần chút đỉnh cả nhà, nó có mặt chảy ra nhà thấy không. Nói chung là còn đó, còn khoảng 40-50% mà chứ không có nhiều cả nhà, cũng cục mặt luôn á. Thôi anh cắt cái này thì thôi kệ xui sao giờ. Nói chung qua giờ anh em tiến về cường, nói chung là ai cũng xui chứ nha, gặp tổ ông toàn là của ông đúng lâu quá không ai phát hiện ra, nó đúng có chờ lâu nó khô rồi. Giờ chỉ con non này nó khô hết nó ngon thì đổ non thì khó còn, cái điểm bí hiểm gì nó còn nữa nha, cái điểm mặt bây giờ nó khô. Mình sửa ổ đây nghe nha, hy vọng chiến sao nha, giờ chỉ biết hy vọng chiến sao thôi. Để đây cho nó nở con ra nghe nè, chứ không giục nha. Để đi. Ê, nhét nhét cái này cho nó nở con ra. Mình đi chân cứng chưa? Rồi cứng nha. Sâu gỡ sâu nha. Quá chủ trời, con mày đóng lâu quá trời không ai phát hiện nữa nè. Nó đóng quá trời lâu rồi, không anh em phát hiện ra nó chứ, nên là nó bị sâu nè. Vị trí sao mặt nhiều nha cả nhà. Thổi khói đây. Chung này mình không buông khói đầu tiên thì nó hơi hung nữa nha, nó hơi đánh cái nhà cũng không cảm tiếng nha. Trời ơi, mặt gì đâu, nó kéo dài qua đó dữ gì. Quay ở đây cục nữa cái nhà ơi, kéo hết của ông luôn rồi. Tiếng sửa ổ hết nhất có thể nè, thật quá nó đi nữa nè, nó không đi đâu, con này ở nè. Mình chừa con nó ở nè, mặt khủng á, mình chắc biết cọ được nhiêu đây, mình cắt là nó biết cái nha. Nó kéo dài ra đánh vòng hết biết. Cũng còn đỉnh cái nha. Chắc tổ còn có 40%. Trời ủa trời, này mà còn cái nha, nghĩ gần tay không nè. Cũng còn có 40% à, cũng nhiều nha. Cũng khói cái nhà này. Còn miếng nữa, miếng. Khô. Khô 40%. Cục này còn nữa nha. Cục này thì nước không nè. Cục này còn chắc cỡ 70%. Mặt là anh em không biết vô thấy tính đọc tiếng cắt mặt khủng cả nhà ơi. Anh khô. Anh biết làm chết luôn á. Đâu ngờ nó khô đâu cả nhà. Cục dưới đây thì còn nha, cả nhà thấy không? Chung cũng được, chắc gom gom này còn đây chắc cỡ lít được cả nhà. Tính khô nhưng còn cả lít, lít mặt nặng gì. Quá trời cắt khúc mặt này ngờ nó khô hết trơn cả nhà. Bây giờ xuống mình sửa lại một cái nữa cả nhà. Đâu này kính ha, mình giữ mình có thể ăn được lần hai cả nhà, chứ không kính thì hơi khó cho mình. Có mặt ở dưới khúc mặt luôn. Mang dép vô cái này, mình sẽ làm ở dưới cho nó kéo xuống nha cả nhà. Mặt này. Còn chừng
lít mặt. Nếu ông thứ này mình thấy bắt buộc phải làm rồi. Nó làm dạo xuống nha. À, tạo chuối ở đây nè, mình cắt chuối bỏ. Chung là mình muốn giữ ổ này thôi. Nó kéo xuống tới cút đó. Còn lít mặt đó nha. Lít mặt. Chung là được, không mất nổi. Cứ tưởng là khô hết trơn nè. Còn gì mừng nè. Cái này mình thấy nè. Lít mặt đó nha. Ô bự lắm bự. Còn gì là mừng lắm rồi. Cái nhà thấy không? Cầm nè, cũng còn nặng tay nè. Nước còn chảy nè nha không? Không hay là nó khô hết cái nhà ấy. Nói chung là cục mặt bự á. Thì cái nhà theo cái nhà cũng thấy nè. Thì nó còn khoảng 40% thôi. Để mình cạo cho nhà xem. Cái nhà thấy không? Lỗ có lỗ không? 40% nè. Tại nó gỡ nó ăn đó nha. Khúc dưới có mặt nè. Lít mặt ha. Nè, nhà thấy cò nó kẹo nè. Mạch nha, nhà thấy không? Đó, 40%. Nó rút năng lại đó cả nhà. Khúc trên nó khô luôn nè, nhà thấy không? Nó dưới nó vẫn còn mặt nè. Nhà thấy đó. Theo nhà thấy đó ha chưa? Dưới cái cục dưới á, cục chạy kèo mặt còn vô mạnh. Cả nhà ơi. Thì thôi kệ đi cả nhà ơi. Trời cho ăn như mình ăn với bấy nhiêu thôi. Chứ mình đâu đòi hỏi thêm được đâu. Cái ôm này nó núp lùm rồi cả nhà. Thì các anh em không thấy mới còn, chứ thấy chưa chắc còn tiếng vô bắt được lít mặt như gì đâu. Thì như gì tiếng cũng xin cảm ơn anh em nha, các anh em đồng nghiệp nha. Thì cũng video đến đây. Ổ ông cây cốc đầu tiên, với cái ổ này nói chung cũng khá dài cái nhà ấy. Cục vô huyền thoại của tiếng nè. Thì tiếng cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà cái quý tiếng, hãy để tiếng một like và lượt đăng ký kênh ủng hộ tiếng cả nhà. Và cả nhà có ai có nhu cầu mua một ông thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của tiếng là 0799 83. Rồi, cả nhà cứ liên hệ số điện thoại trực tiếp sẽ gặp ngay tiếng nha. Tiếng sẽ tư vấn về giá cả hay là như thế nào. Cả nhà muốn hỏi về cái vấn đề gì thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại đó ngay tới cả nhà. Thì video đến đây cũng khá là dài. Thì cũng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau của tiếng nha. Bye bye cả nhà.